Xin chào anh em. Thì cái MacBook ấy, thì anh em biết rồi, nó sẽ có cái dung lượng khá là hẹo. Chỉ có mình mua cái này chỉ có 256 GB thôi. Bởi vì nếu mà mua dung lượng cao hơn thì nó sẽ rất là đắt, tốn thêm khá là nhiều tiền. Cộng với lại cái MacBook nó sẽ có rất ít cổng kết nối. Bây giờ anh em muốn cắm một cái ổ cứng gắn ngoài như thế này vào một cái máy Win thì anh em có thể cắm qua ổ USB. Máy Win thì đa phần có rất nhiều ổ USB. Còn bây giờ những cái máy tính đời mới ấy, hoặc là những cái MacBook thì nó sẽ không có cổng. Như cái con MacBook là của mình chỉ có hai cổng Type-C thôi. Thì hôm nay mình đã mua thêm một cái sản phẩm, đó chính là một cái hub chuyển đổi cổng iWACC. Nó có 7 cổng kết nối. Đây là một cái cổng HDMI này để xuất ra màn hình này, một cổng Type-C này, một cổng thẻ nhớ nhỏ và một cái cổng thẻ nhớ to này, và ba cổng USB 3.0. Đây mình đã thử kết nối một cái ổ cứng của mình vào này. Và đây mình cắm sạc thông qua một cái cục sạc dự phòng. Và mình sử dụng cái thẻ nhớ to này để cắm vào đây. Sẽ rút sạc ra nha. Đây, sau khi mình cắm thì nó cũng đã nhận ổ cứng của mình. Mình đã nhận ổ cứng và một cái thẻ nhớ nữa. Đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng, iWACC, sản xuất các phụ kiện dành cho máy tính hoặc là laptop. Lúc đầu mình cũng định mua một cái sản phẩm chính hãng của Apple, nhưng mà cái cổng kết nối của Apple nó rất là đắt. Với chỉ với một cái cổng HDMI cộng với lại một cái cổng USB thôi, nó cũng đã rơi vào hình như là hơn 2 triệu hay sao ấy. Mà chúng ta sẽ không thể nào có được thêm những cái cổng thẻ nhớ này hay là những cái cổng USB khác để sử dụng. Chính vì vậy mình đã chọn lựa chọn mua cái sản phẩm này, một cái sản phẩm của bên thứ ba với chi phí hợp lý hơn. Thiết kế với cái sản phẩm này thì mình thấy khá là nhỏ gọn, chỉ vừa khoảng hai ngón tay của mình đây, và có đầy đủ cổng kết nối, có thể kết nối được cùng lúc nhiều cổng với một chiếc MacBook của mình. Mình thấy cái sản phẩm này nó hay ho hơn sản phẩm chính hãng bởi vì nó chia được nhiều cổng, và một cái nữa đó là rẻ hơn sản phẩm chính hãng rất là nhiều. Sản phẩm chính hãng của Apple thì nó sẽ rất là đắt, còn đây là một sản phẩm chính hãng nhưng mà của bên thứ ba thì lại có giá thành rẻ hơn và có nhiều cổng kết nối hơn. Chính vì vậy mình đã lựa chọn cái sản phẩm này. Anh em có thể tham khảo cái sản phẩm này ở cái đường link mình mua hàng ở phía bên dưới nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em.